Ủy ban nhân dân huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ phối hợp với báo Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh cùng các đơn vị nhà hảo tâm đã tổ chức chương trình trao tặng tủ sách Bác Hồ chắp cánh ước mơ ở trường Trung học phổ thông Thới Lai, đồng thời trao tặng học bổng, dụng cụ học tập cho học sinh các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện Thới Lai. Cùng dự có các ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo các sở ban ngành thành phố. Tủ sách Bác Hồ chắp cánh ước mơ là chương trình do chi đoàn cơ sở báo Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh phát động nhằm thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, nhằm góp phần giáo dục cho học sinh về cuộc đời và sự nghiệp của Bác Hồ, phát triển phong trào đọc sách trong học sinh ở trường học vùng xa. Tủ sách Bác Hồ với khoảng 300 đầu sách với các nội dung học tập làm theo gương Bác, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, văn học, vân vân. Trong khuôn khổ chương trình còn trao tặng cho học sinh vượt khó học giỏi 50 suất học bổng mỗi suất 1 triệu đồng, 2.000 quyển tập, 30 bộ đồng phục áo dài trắng, 70 ba lô học sinh. Ngoài ra còn có 15.600 lốc sữa được trao tặng cho các em học sinh tiểu học và trung học cơ sở ở huyện Thới Lai.